Xin chào và đây là book review by VL. Trong cái book talk ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau trả lời một câu hỏi mà rất là nhiều bạn đang chờ đợi, đó là không đọc sách thì có sao không? Và mình xin tạm đoán là những bạn đang chờ đợi có thể là những bạn không có đọc sách nhiều lắm và đang mong chờ là ông Vui Lên này nói một cái gì đó an ủi và động viên những người không đọc sách nhiều. Ok, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời ha. Thì đầu tiên là cái câu hỏi không đọc sách thì có sao không là một cái câu hỏi không thể trả lời được, tại vì nó là một câu hỏi không có dữ kiện, nó là một câu hỏi mà không có cái nền tảng, không có cái ngữ cảnh để mà có thể trả lời được. Vậy nên để trả lời được cái câu hỏi khó chịu này, trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời 4 câu hỏi. Đầu tiên là kiến thức đóng vai trò như thế nào trong cái quá trình học hỏi của con người, bao gồm 4 giai đoạn. Thứ hai là sách giúp được gì cho chúng ta trong quá trình phát triển của chúng ta. Thứ ba đó là tại sao sách nó lại được sinh ra. Và cuối cùng, ai là những người không cần đọc sách? Hy vọng người đó có thể là những bạn đang mong chờ video này ha. Điều đầu tiên, cái quá trình học hỏi và trưởng thành của con người nó có 4 giai đoạn lận. Đầu tiên là kiến thức, tức là mình biết cái gì đó. Thứ hai là trải nghiệm. Thứ ba là kinh nghiệm. Và cuối cùng là tư duy. Để mình lấy một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Kiến thức tức là những cái sự vật, những cái hiện tượng, những cái đặc điểm mà mình được ba mẹ nè, được thầy cô này, dạy cho mình, nói cho mình. Cái đó là cái đó, cái này là cái này, cái kia là cái kia. Ví dụ như mình được biết là cái camera là cái công cụ để mà quay phim, đúng không? Rồi con voi là cái con mà có 4 chân thật là to, chú voi con ở Bản Đôn. Thì mình biết cái con voi là cái con mà nó bự bự có cái vòi. Thì đó gọi là kiến thức, mình biết nó thông qua sách vở, thông qua những cái lời nói của thầy cô, thông qua những cái hình ảnh mà mình xem trong những cái cuốn sách. Kiến thức nó chỉ là bước 1, bước 2 là mình phải trải nghiệm. Trải nghiệm tức là cái quá trình mà mình tương tác trực tiếp với cái con voi đó. Khi mà mình tương tác với con voi đó rồi thì mình sẽ có một cái sự cảm nhận hoàn toàn khác về con voi so với những cái điều mình học trước đó. Tại sao? Kiến thức thì mình chỉ tiếp nhận nó bằng một giác quan thôi. Ví dụ như là mình nhìn cái hình ảnh, mình đọc, hoặc là mình nghe, hoặc là mình được mô tả thôi. Nhưng mà khi mình trải nghiệm, tức là mình tương tác với con voi á, thì mình sẽ đứng trực tiếp với con voi, mình thấy là mình thật là nhỏ bé so với con voi, đúng không? Rồi mình nhìn thấy con voi, mình được sờ vào con voi, mình được cầm một số bộ phận của con voi, thậm chí là mình có thể được trèo lên con voi đó nếu như những cái khu bảo tồn hoặc là những cái nơi chăm sóc động vật họ cho phép mình được ngồi lên con voi đó. Rồi thậm chí mình có thể ngửi được cái mùi con voi. Rồi lỡ con voi nó địt một cái thì mình cũng hửi được cái mùi đó. Thì khi mà mình có sự trải nghiệm trực tiếp như vậy thì nó kích hoạt tất cả những giác quan của mình để mình hiểu rõ cái sự vật đó hơn rất nhiều so với kiến thức mà mình được học trước đó. Nên trải nghiệm là bước thứ hai rất là quan trọng trong quá trình học hỏi của chúng ta. Thứ ba đó là kinh nghiệm. Một số bạn thì chỉ được trải nghiệm con voi ở Bản Đôn thôi, nhưng mà một số bạn thì được trải nghiệm con voi ở bên Chiang Mai, Thái Lan, rồi ở những cái nước khác. Và khi mình có nhiều trải nghiệm như vậy và cộng với cái quá trình suy ngẫm của mình nữa thì mình có một cái gọi là kinh nghiệm. Kinh nghiệm có nghĩa là mình thấy là ok, ở Bản Đôn con voi nó khác nha, ở Chiang Mai con voi nó khác, ở Lào con voi nó khác nữa. Tức là mình có một cái kinh nghiệm nó phong phú hơn để mình thấy được cái vấn đề nó rộng hơn một chút xíu. Và cuối cùng là tư duy. Tư duy tức là cái cách mà mình nhìn sự vật đó bằng cái góc nhìn của sự đa chiều, bằng cái góc nhìn của sự toàn diện. Người có trải nghiệm thì chỉ biết con voi ở Bản Đôn, nhưng người có kinh nghiệm thì có thể là biết con voi ở nhiều nơi hơn. Nhưng một người mà biến cái kiến thức, cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm về con voi đó thành tư duy thì người đó sẽ hiểu được cái sự khác biệt của con voi đến từ đâu. Tại sao cái con voi ở chỗ này nó lại khác con voi ở chỗ kia, và tại sao nó được gọi là con voi chẳng hạn như vậy. Thì cái đích đến cuối cùng của chuyện học tập đó là cái tầng tư duy, còn những cái tầng kia chỉ là những cái tầng để giúp cho các bạn có được một cái tư duy đúng đắn. Với cái phần giải thích vừa rồi thì mình nghĩ là câu hỏi đầu tiên sẽ được trả lời, đó là kiến thức nó chỉ là đóng vai trò nền thôi để mà chúng ta có cái tư duy đa chiều về một cái kiến thức nào đó. Chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi số 2 ha, đó là sách giúp được gì chúng ta. Không cần mình phải nói, các bạn cũng đã từng nghe trên mạng rất nhiều người nói, rất nhiều bài báo, và thậm chí những bạn booktuber như mình cũng đã từng nói là đọc sách nhiều giúp chúng ta bồi bổ kiến thức. Bồi bổ tức là improve, tức là mình thêm vào. Bồi bổ tức là mình làm cho nó tốt hơn. Và một cái lợi ích của sách nữa đó là mình mở rộng kiến thức của mình ra, tức là mình biết nhiều thứ hơn. Đó là giá trị lớn nhất mà sách có thể mang lại được cho chúng ta. Câu hỏi đặt ra đó là đọc sách có giúp chúng ta trải nghiệm điều gì không? Có chứ, đọc sách giúp chúng ta trải nghiệm, nhưng chúng ta không được trải nghiệm thực tế. Sẽ có những cái cuốn sách văn học, tiểu thuyết do những cái tác giả viết ra với những cái thông điệp nhất định. Họ muốn sử dụng những thông điệp, họ muốn sử dụng những cái con người, những cái nhân vật trải qua những cái biến cố trong cuộc đời để mà nói lên một cái thông điệp gì đó. Và khi mà đọc sách á, chúng ta sẽ nhập tâm vào nhân vật đó và chúng ta cũng thấy được những cái trải nghiệm của nhân vật đó, chúng ta có sự đồng cảm với nhân vật đó, nhưng nó chỉ dừng lại ở đó thôi, chúng ta không được trải qua cái cảm xúc đó. Chính vì vậy khi mà chúng ta đọc sách thì chúng ta không có một cái trải nghiệm thực tế, chúng ta chỉ có cái kiến thức về trải nghiệm đó.
kiến thức và trải nghiệm đó, hiểu là người ta đau khổ, hiểu là người ta tổn thương, hiểu là người ta vất vả, hiểu là người ta có những cái khó khăn, chứ chúng ta không phải là người trực tiếp trải qua cái chuyện đó. Đọc sách có giúp chúng ta có kinh nghiệm không? Ví dụ như bạn đọc một cuốn sách về public speaking, thuyết trình đi, và cái tác giả nói với bạn là bạn cần phải thực tập 20 lần thì bạn mới có kinh nghiệm đứng trước đám đông mà không bị run. Khi mà bạn đọc cái cuốn sách đó thì bạn có kiến thức về cái kinh nghiệm 20 lần, chứ bạn hoàn toàn chưa thực hành. Và nếu như bạn không thực hành thì cho dù bạn đọc cái cuốn sách đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cái lần đầu tiên, cái lần thứ hai, cái lần thứ ba bạn đứng trước đám đông, bạn cũng rất là run, người sẽ rất là sợ hãi và rất là muốn bỏ chạy, đúng không? Và cuối cùng, sách có giúp bạn tư duy tốt hơn hay không? Cái tư duy là cái bước cuối cùng mà chúng ta đều hướng tới trong cái quá trình học hỏi và phát triển của con người. Có rất nhiều cuốn sách viết về tư duy rất là hay và đáng đọc. Ví dụ như là tư duy phản biện, tư duy logic, tư duy ranh mạch, tư duy rõ ràng, ví dụ như vậy, tư duy tích cực, tư duy lạc quan, nhiều nhiều lắm. Nhưng mà hãy lấy một ví dụ, trong một cuốn sách nào đó nó nói là bạn không có định kiến hoặc là đánh giá người khác trong quá trình các bạn giao tiếp với họ. Bạn đọc sách thì bạn thấy rất là thuyết phục, nhưng mà khi mà bạn gặp cái đứa đó thì tất cả những định kiến của bạn được nổi lên và bạn sẽ đánh giá nó, bạn sẽ định kiến với cái người đó. Và bạn có làm được như sách nói hay không? Câu trả lời là không. Tại vì sách nó chỉ cho bạn cái kiến thức về tư duy đó thôi. Nếu như bạn không thực hành thì bạn không có cái tư duy đó. Các bạn cần phải thấy rõ được chuyện này. Vậy thì nếu như mà sách nó chỉ giúp cho mình có kiến thức thôi thì sách được tạo ra làm gì vậy? Các bạn sẽ đặt câu hỏi là ủa, nó không giúp mình được quá nhiều trong cái quá trình phát triển tư duy của mình, vậy thì sách được tạo ra làm cái gì? Đó là câu hỏi số 3 mà mình cần phải trả lời. Đầu tiên là chúng ta phải hiểu được cái chức năng quan trọng nhất của sách, đó là lưu trữ kiến thức. Bạn hãy cứ tưởng tượng những cái nhà vật lý học, những cái nhà sinh học, những cái nhà hóa học mà họ không có một cái gì đó để lưu trữ kiến thức của họ lại, thì những cái công trình nghiên cứu, những cái nỗ lực hàng ngày, hàng năm, hàng mấy chục năm của họ nó sẽ đổ sông đổ bể hết, tại vì không có cái điều gì để ghi nhận lại. Và con người của chúng ta sẽ không thể nào phát triển như bây giờ được, tại vì cứ mỗi thời kỳ thì kiến thức nó lại nhiều hơn, và mỗi thời kỳ kiến thức nó lại tốt hơn, và với những kiến thức tốt đó thì con người chúng ta cải thiện cuộc sống theo cái hướng tốt đẹp hơn. Điều này dẫn tới cái ý thứ hai, đó là sách nó là cái công cụ bắt buộc, cái công cụ nền tảng của giáo dục. Bạn để ý thấy là khi mà bạn học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 lên đại học, lên thạc sĩ, lên tiến sĩ, thì cuối cùng cái quá trình học của bạn đó là giữa bạn với cái cuốn sách, đúng không? Sách giáo trình, sách giáo khoa hay là một loại sách nào đó. Sau này thì mình có thể đọc thêm sách hồi ký, tiểu thuyết, văn học, trinh thám, phát triển bản thân, kinh doanh. Nhưng mà chung quy lại cái quá trình học tập và giáo dục của chúng ta đó là cái quá trình tương tác với sách. Và trong quá trình đó thì có rất nhiều người thầy đồng hành với chúng ta giải thích những cuốn sách để mà chúng ta có thể hiểu những cuốn sách đó ở khía cạnh kiến thức. Và nếu như không có sách thì thầy dạy rất khó và rất khổ, và người học cũng rất khổ. Các bạn cứ tưởng tượng không có sách thì khi mà tới học thì thầy chỉ nói xong thôi, và tất cả mọi người về, rồi bữa sau đi học tiếp và có thể đã quên kiến thức rồi. Thì cuốn sách nó giúp chúng ta lưu trữ và duy trì cái nền tảng giáo dục trong suốt cái quá trình chúng ta sinh ra tới lúc mà chúng ta mất đi luôn. Và cuối cùng, trong cái xã hội hiện đại chúng ta hiện tại thì sách nó cũng được gọi là một cái sản phẩm của nghệ thuật. Nếu như âm nhạc giúp cho bạn được giải trí, hội họa giúp cho bạn có cái thời gian để suy ngẫm về những cái bức tranh, những cái biểu tượng, thì những cuốn sách, những cái câu chuyện được viết ra dưới dạng văn hoặc là thơ, nó giúp cho bạn có cái khoảng không gian một mình, nó giúp cho bạn nhìn cuộc sống với cái sự vắng lặng của âm thanh. Âm nhạc thì mình vẫn phải nghe, đúng không? Nhưng mà khi mà mình đọc sách, đó là một cái quá trình đối thoại rất là hay. Và rất nhiều cây bút họ biến cái chuyện viết lách thành một cái nghệ thuật. Và khi các bạn đọc sách của họ thì các bạn thấy chất thơ ở trong đó rất là nhiều. Ở đây khoảng tầm 2 năm mình có đọc một cuốn sách của một tác giả Việt Nam, cuốn đó tên là Ủa Một Miền Thơ, và mình đã có review rồi, mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn coi lại cái review đó. Thì mình đọc cuốn sách đó mình cảm thấy như mình đang ở trong một cái dòng suối các bạn, tại nó rất là nhẹ, rất là êm và rất sâu sắc, rất là hay luôn. Thì lúc đó đối với mình thì cái cuốn sách đó nó còn tốt hơn rất là nhiều cái hình thức nghệ thuật khác mà mình tiếp nhận hàng ngày. Thì những cuốn sách bây giờ nó là một cái hình thức nghệ thuật, nó là một cái tiếng nói của rất là nhiều người. Họ sử dụng cái tiếng nói của họ trong nhẹ nhàng, trong âm thầm để mà nói lên tiếng nói của mình. Cái việc mà người ta viết sách nó cũng giống như người ta vẽ tranh vậy các bạn. Nó rất là mất thời gian, mất 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí là 10, 20 năm mới có một cái tác phẩm. Và đó là cái tiếng nói của họ, đó là cái nhân sinh quan, đó là cái thế giới quan của họ để mang lại một cái điều gì đó cho thế giới này. Và rõ ràng là ba cái lợi ích như vừa rồi nó làm cho sách có một cái vai trò rất là lớn trong cái nền văn hóa, trong cái sự phát triển của con người chúng ta. Vậy thì với tất cả những điều đó, các bạn đã trả lời được là đọc sách tốt hay không tốt chưa? Nếu mà chưa thì mình sẽ cùng trả lời câu hỏi cuối cùng. Mình sẽ cùng trả lời câu hỏi cuối cùng, ai là người không cần đọc sách? Và khi mà các bạn trả lời được câu hỏi cuối cùng này rồi thì các bạn sẽ trả lời được câu hỏi đầu tiên, đó là không đọc sách thì có sao không? Cái clip này nó nhiều câu hỏi quá ha. Nhưng mà không sao, mình cũng hãy suy nghĩ một câu hỏi về một chủ đề mà ít khi mình nghĩ tới nó. Cái hành vi đọc sách thì mình chia làm hai kiểu thôi, đó là đọc nhiều và không cần đọc. Đọc nhiều là bao nhiêu? Thì trung bình một cái người mà đọc nhiều trên thế giới thì một năm là khoảng tầm 50 cuốn là nhiều rồi. Mỗi tuần một cuốn, đó là một những người đọc rất nhiều, thuộc top 0.... của thế giới. Tại vì trung bình thế giới người ta đọc nhiều lắm là khoảng tầm 25-30 cuốn sách một năm là nhiều rồi. Còn những người mà trên 50 cuốn là rất nhiều, nên là cái tỷ lệ nó cực kỳ nhỏ luôn. Mình cũng là một người đọc nhiều, và một cách khách quan thì mình thấy đọc nhiều nó chỉ giúp được hai chuyện thôi.
Chuyện thứ nhất đó là mình có kiến thức tốt hơn. Các bạn nhớ cái quy trình hồi nãy ha, mình chỉ có kiến thức thôi nha, chứ mình chưa nói về kinh nghiệm, chưa nói về trải nghiệm, mình chưa nói về tư duy. Mình đọc sách nhiều thì mình có kiến thức tốt hơn. Vậy thì tốt hơn ai? Tốt hơn những người ít đọc. Tốt hơn những người ít đọc. Chứ bây giờ mình so sánh với ai đây? Và thật ra đối với mình thì cái chuyện có kiến thức nhiều nó không phải là một cái giá trị lớn nhất của sách. Và đối với mình, một cái người mà trung bình một năm đọc 50 cuốn, thì mình thấy cái giá trị lớn nhất của chuyện đọc sách đó là những cái cuộc hội thoại. Cái quá trình đọc sách đó là cái quá trình các bạn ngồi đó với cuốn sách một mình và các bạn tương tác với tác giả. Và không gian của nó rất là tự do, tại vì các bạn không bị sao nhãng, không bị bất kỳ ai làm phiền, hoặc là không bị bất kỳ ai tác động để các bạn tin vào những điều trong sách. Các bạn đọc cái cuốn sách đó với cái tâm thế là một cái cuộc trò chuyện. Và với cái kinh nghiệm sống của mình thì mình thấy cái khoảng thời gian một mình, cái khoảng thời gian riêng tư như vậy, nó là khoảng thời gian rất tốt để chúng ta có thể phát triển, để chúng ta có thể phát triển và trưởng thành. Các bạn hãy thành thật đi, lúc mà các bạn rảnh á, một mình các bạn hay làm gì? Mặc dù mình không biết các bạn là ai, mình không có biết các bạn ở đâu luôn, nhưng mình biết thông thường các bạn rảnh các bạn sẽ xài smartphone, lướt, coi Facebook, coi YouTube cả ngày đúng không? Hoặc là đang coi cái clip này. Rồi các bạn đi mua sắm, các bạn đi shopping, các bạn đi ăn uống, các bạn đi check in những cái địa điểm du lịch. Thì những chuyện đó nó không sai, nhưng mà khi mà mình giải trí quá nhiều á, mình dành thời gian cho đám đông quá nhiều, khi mà mình kết nối với mọi người quá nhiều thì mình không có thời gian cho chính mình. Và nó dẫn tới một nghịch lý, đó là mình biết quá nhiều về thế giới bên ngoài. Mình biết cô ca sĩ này, mình biết đất nước này, mình biết cái tôn giáo kia, mình biết tất cả mọi thứ về bên ngoài, nhưng mà mình không biết nhiều lắm về bên trong của mình. Mình thích cái gì? Mình mạnh cái gì? Mình giỏi cái gì? Giá trị sống của mình là gì? Mình cảm thấy bình yên và hạnh phúc trong những khoảnh khắc nào? Thường mình không trả lời được những câu hỏi đó, nhưng mà tất cả những câu hỏi của bên ngoài mình trả lời được giỏi lắm, tại vì những cái hình thức giải trí khác nó đòi hỏi sự kết nối. Còn đọc sách thì nó là cái khoảng thời gian để kết nối với chính mình. Nó là một cuộc trò chuyện rất là sâu sắc với một cái tác giả nào đó mà bạn yêu thích. Và đó là cái điều mà những cái bộ môn giải trí khác rất là khó để có được. Tuy vậy, chuyện đọc sách nhiều nó không giải quyết được cái vấn đề là nó cải thiện cuộc sống đâu. Tại vì một người mà đọc nhiều mà họ không có trải nghiệm thì chắc chắn họ sẽ không có cái gọi là kinh nghiệm. Mà khi họ không có kinh nghiệm thì rất là khó để mà họ thay đổi và hiểu rõ được cái tư duy, cách mà họ suy nghĩ, cách mà họ đưa ra quyết định mỗi ngày. Nó giống như cái chuyện bạn đọc 50 cuốn sách về meditation. Tất cả những cuốn sách hay nhất về thiền bạn đều mua về, bạn đọc hết. Nhưng mà nếu như bạn không chịu sáng, trưa, chiều, tối, bất kỳ một buổi nào ngồi thiền, thì bạn cũng chỉ biết là ngồi thiền nó dễ mất tập trung, nó đau chân, nó đau tay, nó tê chân, nó tê tay. Bạn không được nếm, bạn không được trải nghiệm cái cảm giác ngồi thiền. Bạn không có trải nghiệm gọi là monkey mind, cái đầu mình như con khỉ á, nó chuyền từ cành này sang cành kia. Bạn không có những trải nghiệm mà chuyện đó. Thì cuối cùng cuộc sống của bạn nó cũng chẳng thay đổi sau khi bạn đọc 50 cuốn sách về thiền. Chỉ có một điều thay đổi là bạn có thể chém gió tốt hơn với người khác thôi, hoặc là khoe với mọi người là mình đọc nhiều sách. Thì nó không giải quyết được vấn đề gì cả ngoài cái chuyện những cái hình thức bên ngoài. Nói về chuyện meditation, chuyện thiền thì nó thú vị lắm. Chuyện thiền á, nó là chuyện mà các bạn cần phải làm. Nhưng mà liệu mình có phải ngồi thiền cả ngày không? Không, mình vẫn còn một cuộc sống để sống. Mình không phải là thiền sư. Mình có cuộc sống bên ngoài, mà cuộc sống bên ngoài thì nó rất là hỗn loạn. Thì cái quan trọng của thiền không phải là mình ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ, mà quan trọng là khi mình ngồi, mình có cảm nhận được, mình có thay đổi được, mình có điều chỉnh được, và mình có quan sát được chính mình hay không, để sau khi mình ngồi thiền xong, mình sống vui hơn, cân bằng hơn, bình an hơn, thoải mái hơn với người thân, gia đình của mình. Thì đó mới là điều quan trọng. Nên là chuyện đọc sách nhiều nó chỉ giúp bạn hai chuyện thôi, đó là dành thời gian yên tĩnh cho chính mình nhiều hơn và có thêm kiến thức. Và nếu như các bạn xem tới đây thì các bạn hiểu là kiến thức nó không phải là một cái thứ gì đó quá là quý giá trong cái thời đại bây giờ nữa. Chỉ cần một vài cú click chuột thôi thì các bạn đã có kiến thức rồi. Nên kiến thức nó không tạo nên sự khác biệt. Cái khoảng thời gian ngồi đó suy ngẫm, yên lặng nó mới tạo nên sự khác biệt. Vậy thì đọc nhiều sách nó có hai lợi ích như vậy. Nhưng nếu không đọc thì sao? Thật ra là với năm 2019 này, với cái sự phát triển kinh khủng của smartphone, của internet tốc độ cao, thì nếu như các bạn có kiến thức, chỉ cần lên trên internet đúng không? Đọc báo chí, social media, trên Facebook, trên YouTube đúng không? Mặc dù kiến thức trên Facebook, trên YouTube, trên báo chí đều là những cái thông tin mà nó không có kiểm duyệt tốt như là sách. Sách thì cái người tác giả đó phải đọc xong rồi gửi tới nhà xuất bản, rồi phải có biên tập, xong rồi đọc nhiều lần, xong rồi phải được duyệt thì mới được xuất bản. Còn ví dụ như là trên Facebook hoặc là trên YouTube thì không có người kiểm duyệt. Chính vì vậy nên là cái điểm hạn chế của kiến thức trên mạng là nó rất là tạp nham. Bạn cũng sẽ tìm được những nguồn kiến thức hay, nhưng mà nó không dễ, không dễ đâu. Tại vì bản chất của những cái mạng xã hội đó là kết nối và chia sẻ, chứ nó không phải là cái nơi dành riêng cho kiến thức. Mặc dù vậy thì cũng không đến nỗi nào, mình vẫn có thể tìm kiếm kiến thức trên mạng nếu như mình biết cách. Còn nếu mình không biết cách thì sao? Thì nó sẽ có những tình huống dở ngương. Một cách khác để mà các bạn có kiến thức, nếu như các bạn không muốn đọc sách, đó là các bạn đi học những cái lớp học online lẫn offline. Và những cái lớp học đó thì rất nhiều, nó cũng tương tự như các bạn học đại học ngày xưa thôi, rất nhiều lớp học để mà bổ kiến thức cho bạn. Nhưng mà những cái lớp học thì học phí của nó luôn luôn cao hơn rất nhiều so với sách. Nhưng mà nếu như bạn là một người có tiền thì ok, chơi thôi, mình học những lớp học đó thôi để mình có thêm kiến thức mà mình không cần đọc sách. Một cái cách khác thú vị hơn, sống động hơn để mà có kiến thức mà không đọc sách, đó là đi du lịch. Những cái chuyến đi của bạn trong nước và ngoài nước thì đều giúp cho bạn trải nghiệm rất nhiều trực tiếp với những cái sự vật, hiện tượng, con người, và nó sống động hơn sách rất nhiều. Nhưng mà đổi lại thì chi phí nó cũng cao và không phải ai cũng có khả năng đi du lịch mỗi năm một vài lần.
Và cuối cùng bạn vẫn có thể có kiến thức rất nhiều mà không cần đọc sách, đó là thông qua những cái công việc bạn làm hàng ngày ở những cái tập đoàn, những cái công ty, những cái công việc hàng ngày của bạn. Nhưng mà điểm yếu của môi trường công sở, môi trường công ty đó là kiến thức của bạn nó sẽ bị hạn chế về chuyên môn. Tức là bạn có thể biết rất là sâu về một lĩnh vực nào đó, nhưng mà rất nhiều lĩnh vực khác bạn sẽ bị thiếu sót. Và có thể là bạn là một cái người làm giám đốc ở một công ty nào đó, nhưng mà nếu như bạn không bổ sung kiến thức về chuyện đối thoại với vợ, với con của mình, thì bạn sẽ cũng có những cái bực dọc, khó chịu và căng thẳng. Thì đó là một điểm hạn chế khi mà mình không có đọc sách mà mình lấy kiến thức từ cái môi trường công sở. Tính ra thì bạn thấy là có khá là nhiều trường hợp không cần đọc sách, đúng không? Không cần đọc sách cũng ổn, tại vì dù sao thì cái chức năng chính của sách nó vẫn là mang lại cho chúng ta kiến thức. Ok, vậy thì tổng kết lại cái book talk ngày hôm nay, có hai điều mà mình nghĩ là các bạn cần phải lưu ý. Thứ nhất, ai là người không cần đọc sách? Đó là những người có tiền. Và khi có tiền, họ có thể đi du lịch, họ có thể thuê những cái người dạy riêng cho họ, họ có thể đi tới những cái lớp học của những chuyên gia trị giá 1.000 đô, 2.000 đô, 3.000 đô. Và những cái lớp học đó là kiến thức cô đọng và có một người dạy, nó giúp cho họ có kiến thức nhanh, gọn và tính ứng dụng cao. Hoặc là những người có tiền, họ có thể đi du lịch, và những cái trải nghiệm du lịch nó có thể giúp họ rất nhiều trong chuyện mở mang kiến thức của mình. Và cuối cùng là những người mà họ có cơ hội may mắn làm những công việc mà cho họ rất nhiều trải nghiệm. Ví dụ những người làm photographer chụp rất nhiều dự án khác nhau, gặp gỡ và tương tác với rất nhiều kiểu người khác nhau, thì nó giúp cho họ có kiến thức và thế giới quan rất là đa dạng. Thì không đọc sách cũng không sao cả. Và nếu như bạn không phải là một người có quá nhiều tiền, không phải là một cái người mà thường xuyên đi du lịch, cũng không phải là một cái người mà có cái cơ hội làm những công việc với rất nhiều trải nghiệm đa dạng, thì bạn nên đọc sách. Tại vì ngắn gọn, đọc sách là cái phương tiện đơn giản và rẻ nhất để mà tiếp cận với kiến thức. Cái thứ hai là đọc sách thì bạn không phải trả giá. Tại vì nếu như bạn đi học, những khóa học bạn cũng phải trả giá, bạn đi du lịch cũng phải trả giá, đúng không? Và bạn làm việc thì cũng phải trả giá để mà học được những cái kinh nghiệm nhớ đời dưới những áp lực và kỳ vọng rất cao trong môi trường công việc. Còn đọc sách thì không có trả giá và thậm chí được giảm giá nữa. Những cái nhà sách bây giờ ở Việt Nam giảm giá nhiều lắm. Và hiện tại cũng đang có giảm giá nhiều nữa. Mình sẽ để cái link ở bên dưới những cuốn sách mình khuyên đọc á. Các bạn tranh thủ giảm giá mua, tại vì được giảm giá nhiều mà. Và cuối cùng, đọc sách nó cho bạn cái không gian của sự yên tĩnh, của sự độc lập, của sự tương tác với nội tâm của mình. Lúc đó thì mình sẽ được nếm trải một cái cảm giác được gọi là hạnh phúc của sự một mình. Và cuối cùng thì nếu như mình đọc sách nhiều quá thì mình có thể làm những cái channel review sách như thế này nè, để mà chém gió về sách. Rất là cảm ơn bạn đã xem tới cái video book talk này. Mình nghĩ nó là một cái book talk khá là dài đó. Và nếu như bạn có những cái quan điểm khác, những góc nhìn khác, có thể comment cho mình biết ở bên dưới, để mà mình và những bạn khác có thêm những cái kiến thức miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần review sách tiếp theo. Bye.